Em nhìn anh em cảm giác thế nào? Cảm giác thì cũng dễ mến, cũng dễ gần gũi. Ở nhà là anh đi chợ nấu ăn cho mẹ anh với con anh luôn. Mẹ anh có phụ gì cho anh không? À, thì ở nhà thì mẹ có thể là những lúc anh đi làm thì mẹ nhà giữ cháu. Dạ. Thì nói chung thì bà cũng lớn tuổi rồi, hơn 80 rồi. Mẹ cũng nhưng mà cũng còn khỏe. Mẹ của bé có thường xuyên qua thăm không? À, cái đó thì thỉnh thoảng. Dạ. Rồi mời em Dục. Trong cuộc sống á, cái gì để mà duy trì cho cái cuộc tình mà cái đời sống hôn nhân nó lâu dài? Biết chia sẻ lẫn nhau và biết quan tâm. Chẳng hạn như ví dụ công việc của anh có nhiều khi là cũng đi làm nhiều chẳng hạn, thì những cái lúc như vậy em có cảm thấy buồn hay thế nào không? Nhưng mà cũng phải dành một chút thời gian cho gia đình. Thì anh cũng nghĩ vậy. Dạ, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Hoàng Long. À, năm nay mình 44 tuổi. Anh Long 44 tuổi là sinh 76 hả anh? Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình đang sống với ai vậy anh? Dạ, ở nhà với mẹ. Dạ. Công việc của mình là làm cái gì? Công việc của mình hiện tại mình là huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Mà sao em thấy anh kiểu như nó hơi mong manh vậy anh? Dạ, tại khiêu vũ nhiều quá. À, khiêu vũ nhiều là nó vậy đó ha, anh giảm cân được luôn ha anh? Dạ đúng rồi. Hay quá, chắc em phải theo bộ môn khiêu vũ quá. Dạ. Mình còn nghề gì khác tay trái không hay là một nghề duy nhất này thôi? Dạ, có nghề này thôi. Có nghề này thôi. Bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, cũng phải mười mấy năm. Dạ, anh cũng thuộc chung thủy dữ ha, mười mấy năm với khiêu vũ. Rồi, em mời chị giới thiệu về mình ạ. Em tên là Ngô Thị Trúc Diễm, quê em ở Bến Tre. Em đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình là bao nhiêu tuổi rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ, em năm nay sinh năm 78, 42 tuổi. Em là công nhân may. Rồi bây giờ là mình ở Hòa Giáp, là mình ở với ai? Dạ, em mướn nhà trọ. À, mướn nhà trọ. Rồi gia đình ba mẹ còn dưới quê hết hay sao? Dạ, ba mẹ mất rồi. À, vậy thì dưới quê là có ai dưới đó? Dưới quê có anh chị dưới quê. Rồi, mình ở một mình lên trên này thôi. Mình nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh là em nấu ăn với em biết may đồ. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát chút, nóng tính chút. Vậy còn anh thì điểm mạnh, điểm yếu của mình là cái gì anh? Dạ, điểm mạnh của mình thì vui vẻ, hòa đồng. Dạ, còn điểm yếu thì có thể cũng hơi có chút nóng tính. Trong nghề khiêu vũ lãng mạn vậy mà sao nóng tính ta? Dạ, cái đó nó chỉ thoáng thôi. Thoáng qua thôi ha. Dạ. Rồi, để bây giờ về tình trường. Ở bên đây trước đi. 44 tuổi, 43 tuổi mình được mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Em chưa có mối tình nào hết. Cái gì? Ủa lý do? Lý do là em đi lên thành phố làm á. Chứ về tới nhà là em thích đi ra ngoài. Trời đất ơi. Không, là lúc nhỏ thì có người ở sớm á, ở quê á, để ý, nhưng mà em không thích, rồi em lên thành phố làm cho đến nay luôn. À, của từ cái đoạn lên thành phố đến nay mình có để ý anh nào, thầm yêu trộm nhớ anh nào không? Cũng có mà, nhưng mà nhiều khi thấy mình nhớ không tới nên mình không dám. Sao vậy? Bụt mấy cái người mình thích là cao lắm hả? Dạ. Gia cảnh đồ hơn mình á nên mình thấy ơi, mình phụ nữ mà. Ví dụ người ta đàn ông á, người ta còn nghĩ ta giới không tới. Nhưng mà thật sự yêu nhau đâu có tính cái chuyện của cải vật chất hay địa vị đâu. Nhưng mà em ngại. Ví dụ người đàn ông yêu thương mình, ta lo cho mình, chăm sóc cho mình cũng chuyện bình thường. Dạ. Ha, không lẽ để ý có một người đó thôi, có để ý được mấy người? Dạ không, một người một thôi. Còn có những người mà nói chuyện chừng 2-3 lần nữa chứ sao không thấy người ta nói chuyện nữa. Nhưng em có nghĩ là do mình khó tính quá không? Không, em thì em cũng không có tính, nhưng mà không biết làm sao mà duyên thích chưa tới. Chứ chị thấy em rất duyên dáng nha, tướng tá rất là chuẩn cái mẫu người mà làm vợ luôn, đầy đủ ha. Ngon lành, mặt mày sáng trưng, da vẻ đẹp đẽ. Mà không hiểu sao em nói em chưa có mối tình nào, chị hơi ngạc nhiên. Vậy là trong trắng trinh nguyên luôn. Dạ. Chưa khui thùng. Chưa khui thùng. Trời ơi, bây giờ có muốn không? Hỏi thiệt có muốn lấy chồng không? Dạ có muốn nên em mới tham gia chương trình. Rồi cho nên là mình tiêu chuẩn mình bớt xuống một chút nha. Cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Biết sao mình đã trẻ đẹp này rồi mà mình có chồng nữa nó còn trẻ đẹp hơn nữa. Chứ sống vậy luôn tới già buồn lắm. Dạ. Nghe lời chị nghe. Dạ. Không có dạy gì mà trời cho mình cái xuân thì mà mình để trôi qua một cách mất tiêu luôn là nó phí lắm. Rồi mấy người mà mới mốt già mà không có chồng mới già khó tính lắm. Rồi. Nghe bên đây 43 tuổi chưa có mối tình nào, anh có suy nghĩ gì không? Các bạn duyên chưa tới rồi. Duyên chưa tới. Rồi vậy thì tình trường của anh thì như thế nào? Dạ cũng đã từng đi kết hôn và sau đó thì cũng được 6 năm rồi sau đó là ly dị. Dạ, ly dị cũng được 5 năm rồi. Rồi bây giờ mình có cháu nào chưa anh? Dạ có một bé cũng được 9 tuổi. 9 tuổi, bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái. Bây giờ bé sống với ai? Dạ, sống với mình. Ly hôn 5 năm rồi là lúc đó bé mới có 3-4 tuổi hả? Thường con nhỏ phải ở với mẹ chứ. Nói chung thì mẹ cũng không có khả năng để mà về lo cho. Nhưng mà ngày xưa mối hôn nhân đó là mình mai mối hay là mình yêu nhau như thế nào mà ở với nhau 6 năm có mặt con rồi mà phải chia tay vậy anh? Dạ thì cũng qua mai mối. Nếu mà nói về phần lỗi thì cả hai bên luôn. Dạ đúng rồi, cái gì cũng phải có bên lửa có khói nó mới đầy đủ. Như nếu mà như bên mình thì có thể là thiếu cái sự quan tâm. Sau đó thì có những cái người quan tâm hơn. Cái khúc đó anh làm gì mà anh không quan tâm vợ? Dạ đi làm. Là cái dạy khiêu vũ đó hả? Dạ đúng rồi. Dạy đa số dạy cho mấy chị em phụ nữ. Có phải vì vậy mà cổ thấy là cổ ghen tuông rồi cổ cảm thấy khó chịu rồi nhảy cả ngày mệt rồi về không chăm sóc vợ con thì vợ mới đi tìm người khác. Cũng có thể là như vậy nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thì anh suy nghĩ như thế nào sau một cái đổ vỡ trong hôn nhân? Thì mình nghĩ cái nếu mà mình bắt đầu một cái mối quan hệ đó thì mình sẽ có sự mà quan tâm nhau nhiều hơn. Hiện tại cái công việc làm đó nó chiếm nhiều thời gian của anh không? Dạ vẫn có nhiều thời gian nữa rồi. Tại vì em nói thật sự là phải một cái người yêu thương anh và hiểu anh thì mới đồng cảm được với cái công việc. Bởi vì ai yêu cũng ghen hết và ai cũng ích kỷ muốn sở hữu và chiếm đoạt. Nhưng tuy nhiên mình phải phân biệt được đâu là cái mình nên bận tâm và đâu là những cái mưu sinh. Đó, thì cái này là phải do anh nha, là kinh nghiệm của em là như vậy. Thế hồi nãy anh có nói nở với mẹ. Dạ. Rồi giờ con nữa. Thì con gái là năm nay là còn nhỏ đi học. Mẹ này năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cũng 82. 82 là lớn tuổi rồi. Thế là một mình anh nuôi cả vừa mẹ vừa con luôn. Cuộc sống có vất vả lắm không anh? Dạ, gọi là tạm đủ. Dạ. Dạ không dư nhưng mà cũng không thiếu. Nhưng mà mẹ già như vậy rồi con gái nhỏ thì cái trong nhà ví dụ như chợ búa bếp nút hay là chăm chút nhà cửa nấu ăn nấu rồi thì ai là người làm? Mình làm. Anh làm hết. Dạ. Mẹ còn khỏe không anh? Còn tự hoạt động tự sinh hoạt được hết. Tự sinh hoạt cũng giúp coi cháu đồ này kia được trong những lúc mình đi làm. Đúng không anh ạ? Cũng may ha, cũng đỡ. Và mong cho em cũng mong cho bác ở nhà có sức khỏe nhiều để mà chia sẻ với anh ha, để lo cho con cái. Em cũng rất là ngưỡng mộ anh mà một mình ảnh làm như vậy thì đây cũng là một người đàn ông rất là có trách nhiệm và rất là chịu khó. Nghe qua cái câu chuyện của ảnh thì mình cảm thấy như thế nào? Thấy cũng cảm động cho ảnh. Cái người nó có cái khó khăn như vậy thì em có ngại em sẽ cực khi lấy ảnh không? Chút xíu. Dạ. Sợ ngại làm về không biết là có đủ hai người có đủ mà để dung đắp cho gia đình không? Cái đó thật ra là cái vợ chồng nó là một cái duyên cái nợ. Trước mắt thì mình cũng khoan suy nghĩ nhiều như vậy. Rồi mọi thứ mình cảm nhận từ từ bằng cái trái tim của mình. Mình cho đi mình sẽ nhận lại từ trái tim đến trái tim. Cái nguyện vọng em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai như thế nào? Có kinh tế ổn định. Biết quan tâm đến người thân trong gia đình. Biết chia sẻ lẫn nhau. Bằng em hoặc cao hơn em? Bao cao luôn. Thầy dạy khiêu vũ bao cao. Hơi gầy một chút, phải bổ béo một chút. Thế còn anh mong muốn tìm người vợ tương lai như thế nào? Mong muốn của mình thì có một người phụ nữ hiền, biết chăm lo cho gia đình. Còn về ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Rồi thí dụ mình tiến thêm bước nữa, anh có muốn có thêm con không? Dạ, nếu có thì càng tốt. Mình nghĩ mình có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con đúng không? Có thể nổi. Có thể nổi. Ok, bây giờ thì đâu chị em có hình không? Chị anh có hình không cho em coi. Hình này chụp bao nhiêu năm mà anh? Dạ, được 2 năm. Dạ, đây là những học viên của mình hay là bạn bè của mình? Học viên đó ha. Rồi, đây. Nhìn ảnh đi, dễ quá mà. Có cổ ở trọng luôn đó. Chị cao lắm là chắc này. Thầy đó ha, thầy kêu Vũ đó. Hơi ốm. Hơi ốm, ông ốm ngoài đỡ hơn chút. Ở đây đâu, cổ đâu? Chắc cô áo vàng. Chắc cô áo vàng hả? Mời hai anh chị nhìn vào cửa trái tim để xem cái cảm nhận hôm nay của mình đúng hay không nha. Dạ, mời anh chị. trong khác nhau không em? Dạ cũng giống, không khác. Cũng giống không khác, còn bên đây thì sao? Dạ, giờ sai rồi. Sai rồi, giờ nhận ra chưa? Giờ nhận ra. Đâu? Cô áo xanh. Đúng rồi. À, rồi cái gì nè? Rồi. Đây, có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có thể coi đi coi. Ồ, dạ mỹ phẩm. Người ta nói, ông bà mình có nói là phụ nữ không có xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Dạ. À. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm thấy như thế nào? Dạ thì cũng hơi bất ngờ, có thể là cũng tốt ạ. Còn em gái thì sao? Dạ cũng có chút dễ mến. À, bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện thêm cho hai anh chị có cơ hội trò chuyện và tiếp xúc với nhau ha, để mình có thể từ từ mình tìm hiểu mình hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần ẩm thực tại nhà hàng My Mother. Xin mời. CatTuong xin mời hai anh chị nha. Chúng ta sẽ thưởng thức cái món đây là bánh bắp Mexico nướng với heo xông khói và phô mai. Thì bánh bắp nó rất là giòn rụm luôn, mà nó nướng cùng với thịt heo xông khói, nó mặn mặn hòa quyện với cái vị béo béo của phô mai, ăn vô là ghiền luôn. Em chúc anh chị một buổi ăn thật là ngon miệng tại nhà hàng My Mother, và vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Tự nhiên nha em gái. Ăn đi cưng. Tự nhiên. Xin mời. Dạ em mời anh. Em nhìn anh em cảm giác thế nào? Cảm giác thì cũng dễ mến, cũng dễ gần gũi. Ở nhà là anh đi chợ nấu ăn cho mẹ anh với con anh luôn. Mẹ anh có phụ gì cho anh không? À, thì ở nhà thì mẹ có thể là những lúc anh đi làm thì mẹ nhà giữ cháu. Dạ. Thì nói chung thì bà cũng lớn tuổi rồi, hơn 80 rồi. Mẹ cũng nhưng mà cũng còn khỏe. Mẹ của bé có thường xuyên qua thăm không? À, cái đó thì thỉnh thoảng. Dạ. Rồi mời em Dục. Trong cuộc sống á, cái gì để mà duy trì cho cái cuộc tình mà cái đời sống hôn nhân nó lâu dài, biết chia sẻ lẫn nhau và biết quan tâm. Chẳng hạn như ví dụ công việc của anh có nhiều khi là cũng đi làm nhiều chẳng hạn, thì những cái lúc như vậy em có cảm thấy buồn hay thế nào không? Nhưng mà cũng phải dành một chút thời gian cho gia đình. Thì anh cũng nghĩ vậy. Em thấy món ăn này thế nào? Dạ ngon. Ngon ha. Dạ. Anh phải ăn những món này nhiều vô tặng cho mặt. Anh hơi bị ốm. Có nhiều khi đi làm nhiều đó, với lại cái bộ môn này nó vận động nhiều lắm. Dạ. Nếu mà sau này có dịp thì anh sẽ có thể là tập hướng dẫn cho em những bước đi tốt cho sức khỏe. Dạ cảm ơn anh. Như vậy thì những cái lúc mà dịp cuối tuần thì anh thường đi giải trí cái gì? Dạ thỉnh thoảng mấy chị làm chung có rủ đi cà phê, em cũng vẫn có đi. Nếu có dịp sau này mình cà phê. Dạ. Em phải vô cứu anh chị này mới được. Nãy giờ nghe cũng không nói chuyện gì được với nhau nhiều. Cặp đôi này là nếu mà muốn là phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Chứ ở cái tuổi này của mình mà để tìm một người mà nó giống như tình yêu như tuổi trẻ mà nhanh thì nó hơi khó. Mình cần cái người đồng điệu, tri kỷ, có thể chia sẻ được với nhau, rồi từ từ tình yêu, rồi cái sự đầm thấm nhẹ nhàng nó mới đến. Nãy anh nói em nghe, ngoại anh nói là Khiêu Vũ khỏe lắm, vậy là anh khỏe lắm phải không? Dạ, con nói chung thì không có bệnh gì hết ạ. À, không có bệnh gì hết. À, thì biết đâu nó cũng giống như mình tập yoga vậy đó, thì bây giờ có một bộ môn nghệ thuật mà mình còn có cái thư giãn giải trí, có âm nhạc nữa, cho nên theo học thử khóa của ảnh coi sao. Dạ. Nha, biết đâu mình có một cái đam mê luôn, và cái tuổi này mình có những cái giây phút vợ chồng hay mình cuối tuần mình cũng thư giãn thì cũng hay. Chị thấy cũng hay á. Hôm nay mình có đi có gia đình đi theo ủng hộ không? Có ai có gì em đi theo ủng hộ? À, dì ruột hả? Dạ dì bà con. Rồi hôm nay mình rồi có ai đi, dạ, đi theo? Có con gái theo. À có bé gái đi theo hả? Rồi dạ giờ mời dì với mời con gái vô trong này mình trò chuyện chút nha. Chào. Dạ chào dì. Dạ chào dì. Dạ xinh đẹp và dẫn chương trình duyên dáng quá. Dạ, cảm ơn. Rất là thích cái dẫn chương trình hẹn hò. Nào, hôm nay gì nhận xét về anh này như thế nào ạ? Thấy em cũng hiền, hai đứa thì cũng thấy cho nhau cơ hội đi. Dạ. Để mà tìm hiểu, cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Còn lập gia đình nữa. Dạ. Nhưng mà dì có thấy về cái hoàn cảnh của ảnh đó, có mà con nhỏ có mẹ như vậy thì dì có ái ngại gì cho cháu của mình không, hay dì thấy đó là cái điều bình thường? Cũng có cái ái ngại, thì nó cũng khó khăn, là bước đầu thì về nó phải gánh vác thêm là phải dạy dỗ. Dạ. Với con cháu đúng rồi nữa. Nếu mà nó hòa nhập được thì càng tốt. Dạ. Đó. Nên thật ra con nít mà, thương nít nó thương đúng lại. Rồi. Dạ, chứ thời buổi giờ cũng đâu có mẹ ghẻ con chồng như đó không, đúng không vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Mình thương con nít mình bình thường, mình thấy mình cũng thương người nữa. Người dân mà thấy còn thương chứ không chỉ là cái người của mình thương, mình yêu thương. Tùy con muốn quyết định thì con cho nhau cơ hội. Dạ. Còn con gái sao con? Qua đây. Con mấy tuổi? Con 9 tuổi. Qua đây với cô Tường. Con tên gì? Con tên Kim Châu. Con tên Kim Châu. Rồi giờ con chào gì đi? Con chào gì? Con chào gì? Con thích gì không? Thí dụ như giờ mai mốt về ở chung nhà với con luôn là chơi với con chịu không? Thế chịu. Thì con có quậy phá không? Có nghe lời gì không? Có. Rồi hàng ngày là ba đưa đón con đi học. Dạ. Con có hay nhớ mẹ không? Có lúc. Có lúc hả? Dụ giờ con đang ở nhà với bà nội nè, ba đi làm là con ở nhà mình với bà nội đúng không? Vậy bây giờ thí dụ có thêm một cái gì nữa vô ở chung với con luôn, con chịu không? Chắc không? Vậy giờ con tới con nắm tay dì, con nói dì ơi mai mốt dì ở chung với con nghe thử coi. Mai mốt dì ở chung với con nha, dì ở chung với con nha. Cảm ơn con. Trời ơi bé thấy thương quá. Được hiền quá. Ba con nít hồn nhiên ngây thơ, giống như tại sao mà mình chị kêu bé nói chuyện với em để mình cũng cảm nhận được, mình thấy con nít đâu biết gì đâu đúng không gì? Những cái đứa trẻ mà nó đã thiếu thốn tình cảm của một người cha hoặc một người mẹ thì cơ bản là nó đã thiệt thòi rồi. Nếu mà chị yêu thương ảnh thì đương nhiên chị sẽ yêu thương con ảnh, đừng có ngại vấn đề ai nói ra nói vào mẹ ghẻ con chồng, không có cái chuyện đó xa xưa rồi nha. Mà cơ bản nó là như vậy, thấy quá giờ dễ thương luôn. Con có theo ba tới chỗ ba dạy khiêu vũ không? Con thích khiêu vũ không? Ba có dạy cho con chưa? Ba dạy cho con chút chút. Đâu, giờ con lên trên biết điệu gì con lên con nhảy một cái cho cô Tường coi coi. Lên trên này nè. Rồi giờ con biết điệu biết cái gì con nhảy thử cô Tường coi coi ba dạy cái gì trên này. Nhảy cho cô coi ha, mà cô thấy đẹp nó thấy ngon lành là mấy mốt cô về làm bạn với con á. Điệu này điệu gì vậy ba? Điệu bebop không? Điệu bebop. Đi không? Cô Tường không biết điệu đó, cô Tường biết nhảy cha 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 mà cô Tường biết đi bóp, con giỏi hơn cô rồi đó. Vô đây. Món mình làm bạn nhau, mình đi khiêu vũ chung được không? Rồi, cô Tường chúc con là học giỏi nè, thông minh nè, nghe lời bà nè. Rồi hy vọng sau này con sẽ có được một người mẹ tuyệt vời ở với con nha. Rồi, cảm ơn con gái. Dạ, con cảm ơn dì. Dạ, con cũng hy vọng ngày hôm nay con kết đôi được cho cặp đôi này. Rồi, cảm ơn con gái. Xuống dưới ngồi đợi ba nha con. Trời ơi, bé thấy cưng ghê không? Rồi Tường cũng cho thêm anh chị những cơ hội để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Mỗi người đọc lên cái yêu cầu của chương trình gửi cho mình đi ạ. Xem nó là như thế nào. Anh đọc trước đi anh. Bạn trai hãy nắm tay và nói lời hứa hẹn chăm sóc bạn gái. Ồ, đây là cái yêu cầu của chương trình nhưng thật ra em nghĩ anh cũng nên làm luôn. Bước qua đây ạ, chứ không cần phải yêu cầu gì hết trơn á. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng là một cái duyên. Thì nếu mà mình đến được với nhau thì anh sẽ có thể là chăm sóc cho em. Đi đến cuối con đường đưa em qua những con đường tình yêu. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, được rồi, cảm ơn anh chị, rất là tình cảm ha. Rồi mời em gái đọc cái yêu cầu của mình coi. Bạn trai hãy hướng dẫn bạn gái một vài động tác khiêu vũ đơn giản. Rồi đó giờ biết khiêu vũ không? Dạ không. Rồi mời anh, bây giờ lên tới phía trên đó. Rồi. Trong khiêu vũ thì điệu rumba là dễ đi nhất. À, em tưởng xì lô dễ nhất chứ. Xì lô đi qua đi lại. Rồi, rumba, mời anh. Rồi em bước chân phải lên một bước, rồi em lùi chân trái đi 3 bước, tiến lên 3 bước, rồi lùi trái 3 bước, rồi bước ngang, rồi tiến lên 3 bước. Có thể thư giãn thả lỏng chút nè, bắt đầu mình đừng nhìn xuống chân đó, là mình nghe ảnh thôi, mình nhìn mặt ảnh đi, ảnh nói cái mình bước theo. Đúng rồi, nói anh rồi mình bước ngang, đây là cái điệu cơ bản đầu tiên trong bộ môn khiêu vũ. Cổ học mấy buổi thì cổ mới nhảy được nhuần nhuyễn cái điệu này anh? Dạ khoảng 1 tháng. 1 tháng. Học phí bao nhiêu thầy? Nếu mà người ngoài á thì 500 một tháng. Yeah. Còn nếu mà người nhà thì không. Người nhà anh phải đóng phí lại. Yeah. Rồi đưa nhiều cổ về chỗ đi anh ơi. Dễ thương quá. Là một mình anh dạy hay là có nhiều thầy cùng dạy chung, hay là chỉ một lớp một thầy? Dạ có một mình thôi. À, một cái buổi học mà đông nhất thì là mấy học viên, mà ít nhất hơn là mấy... 10 người vậy. Còn ít nhất thì khoảng 4 người. Dạ, và một ngày mình dạy mấy ca? Dạ, hiện tại buổi sáng là 2 ca, buổi chiều 1 ca. Vậy là một ngày cũng được 3 ca. Thì nói chung là chị thấy kinh tế nó cũng là ổn định đó. Tính sơ sơ thôi là người nào một cái lớp vậy là 5 triệu, từng 1 tháng 3 lớp phải có 15 triệu rồi. Mà ngày nào cũng dạy hay là chỉ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7? Dạ, 2, 4, 6, 3, 5, 7. À, vậy là nhiều nữa. Hồi nãy mình mới tính là 1 tháng có 3 lớp à, nhưng thật ra là 2, 4, 6, 3, 5, 7. Sáng 3 lớp, ngày sáng 2 lớp, chiều lớp, vậy là 1 tháng có thể dạy được 6 lớp. Dạ. Khá nhất. Ừ, lần tháng được 30 triệu rồi, tôi tính dốt dốt cũng ngon lành được. Em có mong muốn có con không? Dạ cũng có. Đó, mình có con riêng nữa thì là mình phải có cái kinh tế ổn định. Lương em cũng ổn định, anh này chị nghĩ cũng ok. Nhưng mà nếu mình tích góp được một chút mà cho tương lai con cái đi, sau này mình hưu đó, thì chị nghĩ là có thêm một cái kinh doanh gì đó nó tại nhà, hoặc cái gì đó nó thêm lợi nhuận một chút nữa thì nó ổn định hơn cho mình ha. Nhưng chị thấy cơ bản là vấn đề là mình tìm được người hợp ý, hiểu với mình thì đó mới là quan trọng nha. Rồi thật ra thời gian thì không có nhiều để mình chia sẻ hết đâu. Thế thì anh chị còn lời nào muốn dành cho nhau nữa không ạ? Mỗi người nói một câu thôi. Cảm xúc của anh hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Trong lòng thì cũng vui ạ. Nhưng mà mong muốn của anh thì giống như là đến đây thì cũng chưa có tìm hiểu nhau được nhiều, thì có thể là sau này gặp nhau nhiều hơn thì sẽ biết để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà tốt đẹp thì có thể là đi trên một con đường lâu dài. Suy nghĩ của em như thế nào? Suy nghĩ của em thì... cảm nhận, cảm xúc của mình. Mà em mong rằng anh biết quan tâm cho gia đình hơn, tránh nhà lần trước. Chị nghĩ đó cũng là bài học xương máu của ảnh rồi. Từ này quá nửa tuổi đời rồi, phải kỹ và phải rút kinh nghiệm, chứ không thể nào gian dở một lần chứ. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Dạ, sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu như mà anh chị muốn cho nhau cơ hội thì mình bấm mạnh vào cái nút giùm em. Nếu mình cảm thấy là đối tượng không phù hợp thì mình có quyền lấy tay ra, nên là quyền của anh chị nha. Mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Hãy sống đúng với cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại đi ạ, và suy nghĩ lại, lắng động lại một chút xíu về những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ, những cái gì mình đã chia sẻ cho nhau nha. 1 2 3. Hết thời gian. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Mời mình qua bên đây đứng ạ. Ngày hôm nay Tường rất là vui khi đã kết nối được cho anh chị. Thật sự là đây là trường hợp cũng rất là đặc biệt. Em thì lớn mà chưa có cái kinh nghiệm trong cái hôn nhân ha. Anh thì có hoàn cảnh cũng khá đặc biệt, một người đàn ông mà chị nghĩ cũng rất là chịu thương chịu khó. Hy vọng rằng với cái sự khởi đầu ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những cái thời gian bên nhau, tìm hiểu nhau nó kỹ lưỡng hơn, chân thành hơn, để có thể có được một cái kết quả viên mãn giống như là anh mong muốn nha. Rồi, chúc con gái sức khỏe, ngoan ngoãn nha. Hy vọng con sẽ sớm có mẹ nha, về ở chung nha, được không? Dạ, con chúc dì sức khỏe luôn. Rồi, chị thay mặt chương trình gửi tặng em gái nè món quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây, gửi cho hai anh chị nha. Những cái voucher mình đến nhà hàng My Mother mình thưởng thức, đồ ăn ở đây rất ngon nè. Nhà hàng My Mother gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi, rồi cà phê nè, rồi món quà dành tặng cho anh chị nữa. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa. Hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Con cầm đi con gái, cầm đi cho ba với cho dì nha. Rồi, cảm ơn cả gia đình mình rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Rất là vui đúng không quý vị? Những ai theo dõi chương trình thì chúng ta cũng sẽ nhiều khi mình thắt tim lại với những cái quyết định của họ, rồi mình cũng có những cái rung động cảm xúc giống như là những mình là người trong cuộc vậy đó. Mặc dù mình chỉ là mai mối, ai ngồi ở vị trí này nè mới cảm nhận được cái vai trò và trách nhiệm của mình rất là lớn. Và ngày hôm nay cũng như vậy, một cái kết rất là vui. Cảm ơn quý vị cũng luôn theo dõi và đồng hành cùng chương trình HenAnTrua nhé. Và bây giờ chúng ta tạm biệt.